năm chồng dở dài đắng đắng. Vốn mặt con tình nặng biết bao nhiêu, ngọt bùi nhiều cay đắng cũng nhiều, nay cắt đứt ai mà không đau xót. Thế mà tôi nặng mang ý tưởng thôi thương vợ, thôi duyên thôi nợ, thôi chung thôi thủy thôi. Thôi chung chẳng chiêu, thôi chia sớt nói vui buồn. Chung ăn chung uống cũng thôi, những gì chung học đều rời ra nhau. Tôi đến tôi chung đùa cùng con dạy, con đau thôi chung chẳng sốc cho con. Thôi giận nhau đi xem hát sâm đồ, thôi tào mì lòng để cùng một ly tán ghi vào sổ hẳn tình trường. Ý tôi vợ đến ngày thực hiện không hiểu đàn, con tôi biết phải theo ai. Nhưng chắc chắn ngày ấy rất thua cay, tôi sẽ khóc mà vợ tôi cũng khóc. Không khóc làm sao được, thì tôi thương con mà vợ tôi cũng thương con. Cửa ai ôm chân tôi tở mở reo mừng. Ai bập bẹ ba ba và đưa hai tay đòi tôi bế trong lòng. Ai khoe với tôi điểm cô giáo cho trong lớp, ai bảo tôi kể chuyện đời xưa. Sáng còn ai để tôi cho tiền đi học, đi đâu tôi mua bánh để dành ai. Các con tôi thương nó quá, làm sao tôi xa cách cho đành. Lũ nó chia ra mỗi người hai đứa, các con tôi đứa thì nhớ chị, đứa thì lại nhớ em mình.
điều nó nói ba cho chúng con được ở chung một gia đình. Chừng nãy tôi chỉ còn biết khóc, chứ làm sao tôi trả lời với các con. Rồi phim dĩ dạng cứ quay rõ ràng trong não, ngày xưa bông đưa còn đứng giờ, bây giờ em chỉ xa nhau. Lòng kẻ làm cha có dựng dừng được bao giờ. Các con ơi, ba má đài đoá các con nhiều quá, mơ tội tình non đã có tội tình gì mà xô đẩy các con vào dòng khó nghĩ. Dù rằng người lớn cũng có tử phân, hễ được ba thì đành mất má, mà được má thì phải mất ba. Các con của ba hiện giờ đang ngủ đâu biết ba đang khóc, thì ba biết những đáng này. Nếu một mai mà ba xa cách thì lớn khôn đừng hỏi tại sao. Má không ngoại tình, ba không phản phúc, chắc con chỉ cần biết thế mà. Anh ơi, tình ta đang nồng thắm, lại ly tan vì chúa trình hung hăng. Đêm hồ tê trắng vàng rơi xuống cỏ, liễu nghiêng mình tóc xòa soi cội liêu, có anh ngồi há ru cho em tìm giấc ngủ. Ngủ đi em một giấc ngủ triền miên không biết đêm hay ngày. Nhưng thôi anh hãy đi đi đi, mặc em ở lại chốn đời quá trong bóng tối muôn đời. Vì em đã tự biết thân nhớ bạn nhiều rồi, dầu tình cảm cô đẹp như trăng sáng cũng bị lu mờ qua thể chất tanh hôi. Định mạng chia đôi còn mong gì sum họp lại, phận lỡ là nuốt lệ ly tan, mà cầu nguyện cho nghi chàng sớm vùi chôn dĩ vàng. Xin cảm ơn lời bà cầu nguyện, nhưng bà ơi, chỉ với những kẻ có tương lai mới vội quên dĩ vãng để họ bức dung trên ngà ngọc lụa là. Mà kẻ đó là ai nếu không phải là bà? Còn tôi hiện tại mất tương lai, không có thì chỉ còn có dĩ vãng mà thôi. Dĩ vãng xa xôi vui buồn lẫn lộn cũng là phần an ủi riêng tôi.
chết lá khô, lá xa cành lìa cội, âm thầm rơi chờ cát bụi chôn vùi. Lá rơi, đời em như lá vàng tơi tàn. Lá rơi, lá rơi, buồn chi mà anh nhớ, mực đen lòng lẻo, hãy quên tình năm xưa. Tôi cũng muốn quên vết mực đen lên máu, nhưng không thể mờ phai hình bóng ở Tây Hồ. Có nhạc, có thơ, có liễu rủ dưới trăng mờ. Tôi nhớ mãi khi ta nằm trên cỏ, thì em mở lời nhỏ nhỏ hát bên tai. Đêm Hồ Tây trăng sáng quá anh ơi, nước Hồ Tây trong giấc chiều ngời. Anh hát đi hát ru em ngủ cho ngỡ tình ta chấp cánh lên trời. Thank you.
tử nó vào đòi như cô ra đây cho thầy giải việc nha. Con phu phân đạm bạc chung Phật đàn, cho nên trên kim thưởng vừa xuống chỉ ban. Nhưng thầy đâu có nhẫn tâm mà xua đuổi con là một kẻ quyết chi tu hành. Vậy thầy cứ nhận con làm đệ tử chốn thiền môn, dầu cái nhà vua có trách phạt thì thầy cũng cam tâm mà lành lấy. Thầy ơi, thầy đã có lòng bắt ai nhận không? Nhưng như chẳng may mà cổ hoàng con đem lòng tới bàn thế nào, thì con cũng xin liều thác để theo thầy sớm khuya hồng hàng. Con ơi, thầy đã chốt đem con làm đường cột cho môi đạo màu, tất nhiên thầy phải có tâm hồn cao siêu bác ái để có chống đỡ bao nhiêu ngã đổ nhân sinh, thì lẽ mất còn tự sanh thầy đâu hà nại. Vậy thôi con khá cùng thầy an tâm tụng niệm quả mai sẽ nhờ ơn sâu của Bồ Tát giải thoát dùm cho thầy trò, ta vẫn khởi mỗi ngày giờ lo. Quỳ trước bức tượng Di Đà lâm râm khấn vái với lòng hà hải của đức tự bi, xin đạo cứu tới nàng cho bao nhiêu người đông Phật cầu, và che chở cho thầy con sánh ta hình phạt để dịu dắt con trong bước tu hành. Mô Di Đà Phật. Không hai thiên tử Gia Lâm, bần đạo xin đê đầu thọ tội. Ta giả ơn cho nhà sư. Thế nào, Diệu Thiện con ta vẫn còn ở đây chứ hả? Tâu bệ hạ, thà bần đạo cam chịu gia hình chứ thật chẳng dám làm sai lẽ đạo. Nhà sư chẳng dám làm sai lẽ đạo, nhưng mà nhà sư có biết rằng mình đã phạm tội khi quân không vậy? Tâu bệ hạ, bần đạo dám đâu chẳng hiểu biết luật lệ của nhà vua. Song đạo hạnh của kẻ tu hành là phải gánh vác bao điều quan nghiệp, phải nhẫn tâm nhẫn dạ để mà lãnh chịu dùm những tội lỗi giả lây. Vì lẽ đó cho nên sau khi tiếp được thánh chỉ dạy, bần đạo phải cấm ngăn không cho Diệu Thiện vô chùa. Thì bần đạo đã đứng nên
chịu nhiều hình phạt là gì? Chẳng tuân lệnh của quân vương, cứ để cho diệu thiện chuông kinh tụng niệm chốn Phật đây. Biết ăn chay niệm Phật, biết sám hối làm lành. Sao nhà sư không có biết trọng đạo đã làm người? Câu trung quân vương thì nhà sư lại lãng bỏ, còn thiếu phụ mẫu thì nhà sư lại điềm nhiên. Để cho con ta vắng xa mẹ yêu cha già lìa, trong tốt nhục và quên cả đạo sanh. Dạ con bất hiếu là diệu tiện, xin thọ tội với phụ hoàng. Trời ơi con đành tâm thi pháp như chùa Phật hay sao con? Phụ vương ơi, bởi lòng con từ lâu nhất nguyện muốn an dân, giải thoát nợ quan tiền. Con đi tu là lòng muốn cho cả nhà cùng được siêu thân. Con đi tu mà con nào có biết đâu nơi kiều chung mẹ đợi cha trong chung cửa không. Con có ngờ chẳng cha thương nhớ mẹ con chờ mỏi mắt. Con Dương ơi, Diệu Thiện, gì đâu mà con khóc chứ? Thôi được, con cứ đi tu đi, con đi tu cho mau thành chánh quả. Ổ dễ đâu. Dạ. Đẩy xe thóc vào đây cho ta. Đúng hả? Diệu Thiện, này đây là 100 giả thóc trộn làm 3 thứ gạo, đậu, lúa, và giao cho con. Trong nửa ngày cần kiếp con lựa dùng cha mưa đừng say, mà cha có tình thứ đời trẻ bằng con quá trì quận, mà để cha khuyên cơ đồng có dùng tình. Ôi cha giao cho con bao nhiêu đều khó khăn này, con thì kẻ làm cha này bao nợ, mà bỏ qua cha lại luôn đau lòng. Thôi con hãy ra lửa cho sống bằng không, thì chớ có mong lòng cha hại. Trong nửa ngày cha sẽ trở lại đây hầu có chừng ơi, cho đời con được thoải mước ơi. Thì về đâu? Về gia đình cho ta. Cha, ôi cha, bao phụ vương. Trời ơi, ơi đừng từ bi ơi. Việc tu hành cách đại tử cam chịu bỏ trôi rồi, nam mô thành nguyện như lai tình ngày cứ giấc nạn tay khổ đau cho kẻ chân thành đang ở trong tình. Phật tổ thấy lòng con dốc giả tu trì, nên sai ba chủ tu tành giúp cho con nửa ngày thành nguyện. Giả giả để cỡ chấp tay xin tạ Như Lai thương tốt kẻ lâm nạn, và cúi đầu giả ơn chư Phật bát điều đã giúp cho Diệu Thiện làm tâm sắc lĩnh của vua cha. Để tôi thấy rõ sự quyền cơ
hoàng thượng. Hạ thần quá đối kinh ngạc khi nhìn thấy một trăm giả thóc lẩu mà công chúa lửa xong chỉ có nửa ngày. Thật cũng là lạ quá. Nhưng hôm qua quả nhân đã hứa lỡ lời thì đành là phải để cho Diễu Thiện nghe theo điều mê hoặc. Chứ thật ra cảm thấy nó đau đớn không biết lần nào đâu sanh là. Dạ, hay là bệ hạ cứ dùng sách chỉ tuyệt nghiêm, bắt buộc tên trụ trì ấy phải thi hành theo thượng lệnh. Quả nhân nói vậy chứ cần chi mà phải bắt buộc ai, vì quả nhân đã có sẵn muôn mô bí màu cao ta, đem ra thứ đời xem chơi dễ ai mà qua được mưu ta, cần chứ có lo ta. Ta e tiên thánh giúp kẻ tu hành, bệ hạ chớ có khinh mang tay mai sau. Còn khanh nữa, chính khanh mà cũng còn xa mê ảo tưởng nên chưa có phân biệt được vàng thau. Vậy thì khanh hãy truyền cho Diệu Thiện một ngày làm xong ba việc, phải đào một cây dương già lo gánh nước cho đủ trăm đồi. Tới khi hai việc xong rồi thì mau bữa trăm thuốc củi đi làm trái nghỉ con trăm mũi thu hành mà thân phải đành giấc giả lao lung. Bệ hạ ơi, hạ thần qua đổi phương tâm khi nghe qua thanh chỉ ban truyền. Bệ hạ đã muốn làm trai mà lại bắt buộc con, nhiều điều lao lý thần sợ e không tiện, vì trong nương là một giấc liệu trước sai đinh giác làm sao cho nổi mấy điều của bệ hạ ban ra. Tay cắt tay bao nở mà ruột bức ruột sao đành, ta phải hầu làm tan vỡ cái mộng đi cung của anh ta đó mà thôi tánh à. Công chúa ơi, cũng bởi lòng nàng giấc chi tu hành cho nên phải kính lòng thánh chúa, rồi đây giấc ngọc mình nhà phải lao khổ gian nan thiêu tàn giấc giả theo chuỗi ngày. Thời gian ôi thấy ai dập thảm vùi xuống mà thành ngày lo và cảm xúc và giấc ngọc thân vàng. Thôi tâm khi nghiệp khanh chưa nên gợi thêm môi xương đau ấy nữa, mà làm cho tâm phải thờ ơ chí nguyện. Khanh cứ thi hành ngay cho tâm đi. Dạ, thần xin lãnh mạng.